Huấn luyện viên Arteta chỉ tên kẻ thù tồi tệ nhất của Arsenal. Huấn luyện viên Mikel Arteta gọi tên kẻ thù tồi tệ nhất của Arsenal trong cuộc đua đến chức vô địch Premier League. Đó là dòng tít được đăng trên tờ Mirror, Anh, hôm nay, mùng 8 tháng 10, trước trận cầu tâm điểm vòng 9 Premier League giữa Arsenal và Liverpool trên sân Emirates. Pháo thủ Arsenal hiện đang đứng đầu Premier League với 7 chiến thắng trong số 8 trận đấu. Trận thua duy nhất ở Premier League của Arsenal là trước Manchester United trên sân Old Trafford. Trong bối cảnh Liverpool, Chelsea và MU đều không ổn định bởi những vấn đề nội tại khác nhau, thì Arsenal là đội duy nhất lúc này có thể thách thức nhà đương kim vô địch Manchester City. Nếu đánh bại The Cop, Arsenal sẽ đánh bật Liverpool khỏi cuộc đua vô địch Premier League với khoảng cách khó tin lên đến 14 điểm. Dưới thời chiến lược gia người Tây Ban Nha, Arsenal chỉ thắng được Liverpool đúng 2 trận trong số 20 lần đối đầu, không tính các loạt sút penalty ở giải cúp. Mới mùa trước, các fan Arsenal còn kêu gọi sa thải Arteta sau khởi đầu tồi tệ của pháo thủ. Nhưng Mikel Arteta bây giờ đang là huấn luyện viên có tỷ lệ thắng 58,41%, cao hơn bất kỳ huấn luyện viên nào khác trong lịch sử Arsenal. Arsenal đang có khởi đầu như mơ tại Premier League mùa này với ngôi đầu bảng. Trước trận đấu với Liverpool, huấn luyện viên Arteta đã chỉ ra kẻ thù lớn nhất của Arsenal trong cuộc đua danh hiệu Premier League mùa này. Huấn luyện viên Mikel Arteta cho biết, để giành chiến thắng trong những trận đấu như vậy, bạn thực sự cần phải tin rằng bạn có thể cạnh tranh với những đội bóng đó. Nếu bạn không có suy nghĩ này thì bạn chỉ còn nỗi sợ hãi. Và nỗi sợ hãi là kẻ thù tồi tệ nhất, đặc biệt là khi bạn phải chống lại các đội bóng hàng đầu. Bởi vì họ sẽ sử dụng sự khiếp sợ để giành chiến thắng trong các trận đấu bóng đá. Bạn không thể mang nỗi sợ hãi hay bất kỳ thứ gì như vậy vào trận đấu vào Chủ nhật với Liverpool. Arsenal cần thi đấu giống như cách chúng tôi đấu với Tottenham. Arsenal thắng 3-1 vào tuần trước. Arsenal đã thắng đến 9 trong tổng số 10 trận đấu mùa này, trong đó trận thua 1-3 trước MU trên sân Old Trafford là thất bại duy nhất của pháo thủ. Arteta khẳng định Arsenal cần thi đấu với cường độ như trận thua trước MU hay thất bại gây tranh cãi trước Man City vào đầu năm vừa qua. Man City đã thắng Arsenal trong 10 trận liên tiếp gần đây nhất, nhưng Arteta cảm thấy tâm lý của Arsenal có sự thay đổi dù cho họ thường thua trong những cuộc đối đầu lớn. Huấn luyện viên Mikel Arteta nói thêm, Arsenal có hai trận đấu rất khác nhau khi đối đầu với Manchester City mùa trước. Một trận chúng tôi chơi trong 70 phút với chỉ 10 người trên sân và bị dẫn trước 0-2. Còn trận đấu trên sân nhà, chúng tôi vượt lên dẫn trước rồi chúng tôi lại chơi với 10 người và thua ngược. Các cầu thủ Arsenal tin rằng chúng tôi có thể chơi ở đẳng cấp đó, và nó đòi hỏi chúng tôi phải thi đấu với đẳng cấp tương tự mới có thể thắng Liverpool. Trận đấu giữa Arsenal và Liverpool ở vòng 9 Premier League sẽ diễn ra trên sân Emirates vào lúc 22:30 ngày mai, mùng 9 tháng 10.